Bây giờ Kim Thanh cùng với một số khách mời cũng là những cái gương mặt rất là quen thuộc của những cái chuyên đề lần trước. Chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau bàn luận về kết quả của giải Best Dance mà tung ra ở trong tuần trước rồi. Lý do là hồi tuần trước thì cái giải công bố vào dịp cuối tuần cho nên là không có thể nào mà sắp xếp thực hiện chuyên đề kịp. Cho nên là chúng tôi dời sang tuần này. Hơi tiếc một điều là Huỳnh Đắc Thọ là phải nói là gương mặt rất là chủ lực, rất là quan tâm đến giải Best Dance thì trong cái lúc thu thì đã bận không có đến thu cùng với chương trình được. Tuy nhiên còn hai gương mặt vàng trong làng gây nhau, trong làng gây lộn. Nói gương mặt vàng trong làng gây lộn mà hai gương mặt này là có quan điểm rất là đối nghịch nhau. Thì hy vọng là chương trình vẫn rất là hấp dẫn phong phú, thì mọi người cũng đã quen với giọng của Diệu Minh rồi đó, và bạn Huy thì bây giờ là cũng quen lắm rồi đúng không? Quang Huy xin kính chào tất cả khán giả và xin chào chị Minh và chị Kim Thanh. Dạ. Rồi. Mặc dù là tôi thì cũng rất là thích Chồng Mai nhưng mà không biết tại sao gu của Diệu Minh với lại Huy là khác nhau hoàn toàn luôn. Đâu sao đâu chị, mỗi người mỗi vẻ mà, không sao hết, không vậy sao đi cho đỡ đánh lộn. Đúng rồi. Đúng rồi. Bởi vậy ta nói là có Thanh, có Thọ, có Minh với lại có Huy xong mà thấy bốn gu không có liên quan gì nhau. Tới thính giả còn nói em phải nghe chuyên đề như thế này em mới thấy là gu của mọi người khác nhau quá. Đó, mọi người inbox cho Kim Thanh hỏi luôn. Thật ra cũng nhờ như vậy cho nên là cái list phim hay là mọi thứ mình giới thiệu đó sẽ phong phú, ai thích kiểu gì thì sẽ tìm được những cái phim kiểu đó. Rồi còn bây giờ là với cái kết quả giải Best Dance nè, thì Minh với lại Huy thì hai bạn cũng đã có quan tâm sơ qua rồi đó. Bây giờ mình nêu cảm nhận của mình về cái kết quả chung đi. Nói chung là lâu lắm rồi thì lễ trao giải Best Dance mới cho một cái kết quả mà tất cả cùng vui nhưng mà không bị vui theo kiểu hề cả làng, mà tất cả đều tâm đắc về tính chất, về kết quả giải thưởng của Best Dance năm nay. Thì hầu như năm nay là một năm rất là đặc biệt vì chất lượng của phim Hàn đang lên rất là tốt, kể cả về điện ảnh lẫn phim truyền hình. Cái đề cử cũng như là những cái gương mặt thắng giải thì nó khá là gần gũi thân thiết với lại khán giả Việt Nam. Vì là năm vừa rồi thì Netflix lên ngôi, thành ra là mọi người cũng được tiếp cận với lại phim ảnh nhiều hơn. Rồi xong rồi dịch mọi người ở nhà luyện phim nhiều hơn nữa. Thành ra là thật sự mà nói thì mỗi năm trao giải thì sẽ có những cái bộ phim quen và cũng có những bộ phim làm Việt Nam mình chưa có tiếp cận nhiều. Nhưng mà năm nay thì cái tỷ lệ đó nó cũng tăng cao lên nữa. Có những cái điểm lớn mà Kim Thanh thấy là các phương tiện truyền thông cũng đã đề cập rồi. Cái thứ nhất á là Hạ Cánh Nơi Anh gần như gọi là trắng tay trong cái giải thưởng. Thứ hai, một bộ phim Kim Thanh cũng đánh giá rất là cao và Minh cũng thấy bộ phim đó rất là tốt, cũng trắng tay luôn tại cái giải thưởng, đó là bộ phim Hotel de Luna. Và thứ ba là Huyên Bin và Song Ye Jin, thì hai bạn nhận một cái giải mà mình tạm dịch gọi là giải của nhà tài trợ thì nó phù hợp hơn, tại vì nó là TikTok Popularity Award, không phải là hạng mục chính thức. Đúng rồi, tạm gọi là giải của nhà tài trợ đi. Nó là giải thưởng để câu rating đó. Nó kiểu như bây giờ không có giải gì thì không có hai cái tên đó nó cũng giảm nhiệt. Cho nên thì thôi trao hai giải đó cho mọi người hài lòng. Hạ Cánh Nơi Anh là một bộ phim có thể chúng ta coi chúng ta rất là thỏa mãn về cái việc thần tượng, về cái việc câu chuyện tình yêu. Nó rất là siêu thực. Mình bỏ qua vấn đề về chất lượng nghệ thuật, về diễn xuất của các diễn viên, về câu chuyện có logic hay không vân vân, thì mọi người xem có đó mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Tuy nhiên để cho nó một cái giải thưởng nào đó mang tính chất tầm cỡ điện ảnh truyền hình thì là một điều không thể. Nếu như không trao giải cho hai anh chị này thì fan làm thứ nhất ó. Fan sẽ la ó điên cuồng. Và hai anh chị không có giải chắc gì hai anh chị đã đến dự lễ trao giải này. Làm sao có view. Làm sao có view. Và hai anh chị cũng sẽ không có thể nào mà tình tứ đi lên nhận giải bận đồ cho lồng lộn nó được. Sẽ không có cái tâm thế là à hôm nay mình nhận giải, à hôm nay mình có giải, một giải vui cũng được, cặp đôi vàng của năm cũng được. Tuy nhiên đấy là một động lực cho hai anh chị vẫn diễn cái nét tình cảm. Hạ Cánh Nơi Anh mặc dù ngồi cách xa nhau mỗi người 2 mét tại cách ly trong cái khuôn viên lễ trao giải, mỗi người ngồi phải cách đúng nhau rồi, rất xa như vậy. Nhưng mà chị Son Ye Jin chị vẫn diễn cái nét đắm say nhìn anh ấy lắm. Như trong phim phải không? Như trong phim. Để phóng viên dễ dịch tiếp á. Nhưng mà nghe nói là hai anh chị hình như là đang bí mật hẹn hò. Em tin về điều đó. Chị không biết là tin hay không tin nhưng mà 90% các cặp đôi được yêu thích ở trên phim đều có tin đồn ở ngoài hết. Không, vấn đề là như vậy này mọi người ơi, mọi người ơi. Son Ye Jin và Hun Bin không phải chỉ là một cặp đôi đóng trong một bộ phim này không. Gần đây có một phim điện ảnh nữa. Tuy nhiên trước đó hai người có một tình bạn rất là lâu dài và rất là bền chặt với nhau. Hai người đã từng đi châu Âu cùng nhau, đã từng bị fan bắt gặp, đã từng gặp ba má hai gia đình nhau như một buổi ra mắt. Và đã từng bắt gặp ở trong một cái cửa hàng tiện lợi ở trong siêu thị chứ. Ở khu quầy mua rau quả trong siêu thị. Cho nên là có rất là nhiều tin đồn nhưng cũng có mang tính chất mà xác thực, em hy vọng nó là thật. Nhưng tại... mà cái lúc mà hai người này vừa mới đóng xong cũng có tin đồn là Hun Bin quay trở lại với lại Son Hye Kyo chứ bộ. Thì Son Hye Kyo thì thôi mình bỏ qua một bên đi, em cũng không có... ngộ em không ưa nhưng mà cái...
hiểm qua chứ. Nó cũng là tin đồn kìa, sao em tin cái tin đồn này mà em không tin tin tại đồn vì này? Em có hình ảnh của cái tin đồn này hơn hình ảnh với tin đồn Son Hye-kyo. Thật ra là đôi khi á, cái bộ phim nó cũng là một cái sự gọi là cái chemistry của hai nhân vật, nó cũng là xúc tác rất là lớn cho cái việc kết nối tình cảm đó. Thì mình thấy rõ ràng là Hậu Duệ Mặt Trời chẳng phải là nhờ xúc tác của phim sao? Nếu thì mình đâu có phủ nhận đâu. Vấn đề là hai anh chị này là lão làng trong làng điện ảnh rồi, truyền hình luôn rồi. Có nghĩa là cái phản ứng hóa học đó không phải chỉ tới phim này, người ta không có còn nghi ngô khờ dại để những cái phim đầu tiên mà rung động với bạn diễn nữa đâu. Không, em nghĩ vẫn có từ hai chị. Ok lắm, em thích là do em thích. Rồi, nhưng mà vậy nè, tại vì nếu như mà mình theo dõi trên mạng xã hội khá nhiều á, thì các anh chị này có chơi Instagram. Và một ngày đẹp trời, chị Son Ye Jin quyết tâm là bấm like tất cả những tấm hình tình cảm của hai người mà fan paparazzi chụp lại được. Chị bấm like hết thì fan hú hét lên câu chuyện, à, chị đang ngầm thể hiện lần thừa nhận mối tình này hay sao? Thì câu chuyện đi với mất cái này vài ngày thôi. Kim Thanh có đọc một cái bài mà các bạn dịch từ báo Hàn đó, là về bệ hạ bất tử của anh Ho và quân vương bất diệt. Dịch cái tựa vì nghe nó thường, nghe nó thường như cái phim luôn đó. Nó xứng đáng với cái tên là bệ hạ bất tử. Hạ bệ bệ hạ luôn. Ừ, phim đó. Ghê quá. Đó, thì tức là ráng coi mấy tập sau này đi. Á là có những cái ảnh mà chính Lee Min Ho là người tung ra trên cái Facebook hay Instagram của mình về cái cảnh mà tình cảm bên ngoài á của Lee Min Ho và Kim Go-eun. Thì á, nhiều người á đã viết và nói rằng là đó là một cái ràng buộc để Lee Min Ho giống như là push cái bộ phim lên, tại vì nó flop quá. Cho nên là những cái hành động của anh chị mà tình tứ trong lúc này không có tin được. Chị ơi, nhưng mà tại vì cái quân vương hạ bệ đó, nó phim nó flop quá nên phải tung hình. Chứ còn hạ cánh nơi anh của tụi em là nó hot quá rồi, cần gì tung hình. Mà những cái hình được tung ra là từ vài năm trước không, mà tự nhiên bây giờ tung làm gì, đúng không? Em ơi, nếu mà gọi là chiến lược truyền thông thì khó nói lắm. Nó không phải là chuyện là phim thành bại hay bại, mà là hễ mà để tên tuổi của em nóng thì em cứ phải có chuyện để cho người ta bàn da tán vô vậy thôi à. Thôi cái đó thì hạ hồi phân giải. Huy cũng phân tích khía cạnh là nó không thể đoạt những cái giải thưởng quan trọng của điện ảnh truyền hình, bởi vì nó chỉ là phục vụ giải trí đơn thuần. Xí, em có ý kiến ở chỗ này một chút. Mặc dù á là đối với em thì đây không phải là cái cặp đôi the best, và nó cũng không phải là bộ phim mà đỉnh nhất, nhưng mà em nghĩ nó cũng gặp phải một cái vấn đề về mặt tiêu chí giải thưởng á. Tức là rõ ràng nếu như không trao cho hai người này nha, thì mình bỏ qua cái chuyện câu view này nọ gì đi, cũng vẫn là một thiếu sót. Khi mà rõ ràng họ vẫn tạo ấn tượng về mặt truyền hình đối với khán giả, không chỉ ở Hàn Quốc mà châu Á nữa, không trao cho họ cũng kỳ. Thì thành ra là cái này nó cũng vẫn bị nằm ở trong cái phạm trù là gì, đôi khi cái tiêu chí của những người làm giải thưởng đặt ra đó. Đúng rồi, họ thì sẽ luôn luôn là đòi hỏi phải sáng tạo, phải đặc biệt, phải gì đó, nhưng mà nó vẫn có những cái tiêu chí mà chỉ thuộc về cảm tình mà mình không thể nào giải thích được. Tại vì theo dõi Park San cũng nhiều năm rồi, thì em biết là Park San nó có một cái tiêu chuẩn khá là nghiêm ngặt về phần nghệ thuật. Nó được đó. Ví von giống như là quả cầu vàng của Mỹ vậy đó. Nếu như mọi người xem quả cầu vàng thì mọi người cũng thấy có những bộ phim truyền hình rất được tuổi trẻ, tuổi teen yêu thích, nhưng không bao giờ xuất hiện trong đề cử quả cầu vàng được, tại vì nó không có mang tính chất nghệ thuật nhiều. Ngay cả cái quá trình làm nghề cũng không có gì để học hỏi được nhiều. Đúng rồi, nó không có học hỏi được nhiều. Thì những cái bộ phim đó đơn thuần là giải trí thì 10 điểm, nhưng tính văn hóa, về tính kỹ thuật, về nghề thì nó không có điểm cao. Cho nên là cặp đôi của chúng ta yêu thích được 10 điểm về phần giải trí, nhưng mà Park San, nếu như cái tên gọi đúng của nó là Park San Art Award, nghĩa là lễ trao giải nghệ thuật Park San, cho nên là cái phần tiêu chí về tính chất nghệ thuật, chỉ đạo nghệ thuật nó được đánh giá rất cao và được đưa lên hàng đầu. Cho nên hai anh chị hạ cánh. Nói chung cái tên nó cũng tiên đoán được nhiều thứ. Nó gọi là okay. Crash rồi, crash à, nhưng mà tí nữa để nói tới cái gọi là khía cạnh nghệ thuật ở trong số một cái kết đúng quả rồi, giải thưởng này. Thành với Vũ Minh cũng đã có bàn luận với nhau trước mấy ngày trước rồi. Em có bị mà dao hả? Không, nhưng mà thật ra mình phải nên, nếu mà như vậy nên có một cái giải mà bộ phim được yêu thích nhất của châu Á hay là bộ phim được yêu thích nhất của Hàn Quốc á, tức là về cái góc độ yêu thích thì nó vẫn có, mà trong đây nó lại không có trao một cái giải đó, trong khi cái bởi vậy mới có cái giải TikTok đó. Mà cái giải TikTok thì nó lại mang yếu tố nhà tài trợ quá đó, nó làm giảm giá trị của cái giải đi, đúng không? Cái đó thì bình thường chị, Billboard là cái thương hiệu nhất thì nó đều có những cái giải thưởng được tài trợ bởi thương hiệu. Ví dụ như tôi là nhà tài trợ ở đây, hãng điện thoại này, tôi muốn tài trợ cho giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm nay. Thì khi Billboard trao giải và giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm nay do
nhãn hàng này 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 tài trợ thuộc về. Rồi bộ phim hay nhất năm nay do nhãn hàng kia tài trợ thuộc về. Ở cái slot đó ở nước ngoài cuối cùng công bố lên nó vẫn là giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc, chứ nó không có cái giải gọi là TikTok popularity như vậy. Thí dụ như bỏ chữ TikTok ra từ ngày mà bộ phim mà Quân Vương Hạ Bệ Bệ Hạ gì đó đó mà ăn gà rán với lại uống trà sữa đầy ở trên phim á, thì mình nên coi lại về cái độ chiều chuộng brand của Hàn Quốc nha. Rồi bây giờ mình nói xong Hạ Cánh Nơi Anh rồi, mình nói một cái trường hợp tương tự cũng gây sóng gió mà cuối cùng không có được gì hết là Hotel de Luna, khách sạn ánh trăng. Em thấy hơi uổng á. Uổng. Ừ. Tại vì thật sự nó thì bộ phim nó xét về nghệ thuật, về mặt nghề nghiệp nó tốt đúng hơn bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh nha. Đúng rồi. Về mặt kịch bản cũng rất là về cả hình ảnh cũng được. Đúng rồi. Hình ảnh rất đẹp. Đúng rồi. IU trong tất cả các phân cảnh đều rất đẹp, quần áo lung chính linh xác. Và diễn xuất cũng hay luôn. Và đúng kịch bản rồi. Nó không bị gãy nữa. IU được đánh giá là diễn xuất tốt hơn cho cái nhưng cái, mà cái... chắc mọi người đã quên cái nickname của IU rồi, là kẻ sát nhân rating. Nhưng mà phim đó rating cao mà. Được mà. Thì bây giờ không diệt rating nó thì diệt giải thưởng. Ồ thì IU luôn luôn có một cái gì đó rất là điểm xấu với tất cả cái bộ phim mình tham gia. Nếu như bộ phim em nói vậy thương IU lắm. Thương, ai mà dám mời nữa. Em nói thật nhưng mà tại vì tất cả mọi người đều công nhận chuyện đó, ngay cả nhưng fan mà... của IU đều công nhận chuyện đó. IU sẽ rất thành công ở mạng lĩnh vực ca hát. Ờ. Tất cả những sản phẩm IU ca hát, kể cả hát nhạc xưa, nhạc nay, nhạc dở đều ăn. Tuy nhiên về phần phim, một là nó sẽ lèo tèo rating 0.0 nhích lên được luôn, hai là không có giải thưởng gì cả. IU luôn bị cái phốt đó. Và ha? Một người đang chuẩn bị tiếp nối đuôi IU là Suzy cũng bị vô cái thế đó luôn. Chị xem phim á thì các cái bộ phim của Suzy á nó không có hấp dẫn bằng phim của IU. Ừ, kịch bản IU lựa đúng hay đúng rồi. Đúng rồi, ít nhất là ví dụ như Hotel de Luna rõ ràng là nó cũng có một cái kịch bản. Thí dụ như là giữa Hạ Cánh Nơi Anh với lại cái Hotel de Luna thì Hạ Cánh Nơi Anh á, cái yếu tố làm người ta thích thú là cái sự khác biệt văn hóa giữa Nam và Bắc Triều Tiên nó nhiều hơn, tại nhờ cái đó cho nên nó mới phát sinh những cái yếu tố đó, nhưng mà quay đi quay lại thì nó vẫn là cái câu chuyện ngôn tình. Cái tập cuối cùng của cái bộ phim đó là cái tập em không bao giờ chấp nhận được. Mình nói lần thứ 1001 chuyện đó rồi đó. Thì có hoài luôn á. Ừ. Ủa nhưng mà em nghe chưa, chị không chấp nhận được là 200 con người ở hai đầu chiến tuyến căng muốn nổ não, chỉ cần một cái ngón tay lỡ bóp cò một phát thôi là chiến tranh hai bên nổ ra, mà 200 con người đó đứng đó bảo vệ cho hai anh chị vượt biên giới ôm nhau xong rồi thì úi cái gì vậy. Cũng không phải là con gái của tổng thống, cũng không phải là con trai của chính khách ở bên kia mà theo kiểu ghê gớm này nọ gì, nhưng mà không có trai của dân nhưng mà nó nghe là mọi người phim ngôn tình thì mọi người hay bỏ qua hết tất cả những cái yếu tố mang tính chất logic và đời thực ở đây đi. Nhưng mà có những thứ mình cũng phải logic một chút xíu. Không có trong phim đó luôn. Một chút xíu đi. Ừ. Hạ Cánh Nơi Anh không có một cái gì logic luôn. Nhưng mà nếu mà nói về cảm giác cá nhân nha, thì để chọn giữa Hotel de Luna và Hạ Cánh Nơi Anh, em vẫn sẽ ngàn lần chọn Hạ Cánh Nơi Anh. Tại vì em thích anh Bin. Không chị, em thích cái tinh thần mà cái phim đem tới cho em lắm. Em không thích anh Bin nhiều bằng Son Ye-jin đâu. Tại vì trong phim đó Son Ye-jin như một bà điên. Thì đó, thì em thích hết nam nữ chính rồi, tất nhiên em thích phim đó rồi. Và những cái bà điên ở bên Bắc Triều Tiên nữa là em cực kỳ thích. Trời ơi, bà nào bà nó điên mà nó dễ thương gì đâu. Có những cảnh cảm động mình khóc thiệt. Cái Hạ Cánh Nơi Anh nó mang cho người ta cái cảm giác gần gũi. Còn cái đề tài mà Hotel de Luna giới trẻ sẽ thích, nhưng cái đề tài đó nó không quá gần gũi với khán giả đại đa số quần chúng. Đúng. Đôi lúc á, cái Hotel de Luna nó cần phải trải nghiệm một chút xíu. Đúng tại rồi. Vì những cái câu chuyện về sinh tử, về cái sự mà nhân quả luân hồi, tất cả những cái thông điệp đó nó cài cắm rất là khéo, và đôi khi là nếu mà gọi là đại đa số công chúng thì chưa chắc là hiểu hết được những cái thông điệp. Nhưng mà ý mình nói là chính vì vậy cái bộ phim được làm về kịch bản khá là chắc tay, đồng đều từ tập đầu cho đến tập cuối, kể cả về cái khâu diễn xuất cho tới cái thông điệp của bộ phim như vậy mà cuối cùng là nó cũng trắng tay, thì mình cũng thấy là tiếc cho một cái tác phẩm. Tại đây là một cái giải nghệ thuật mà lại không được thì mình tiếc chứ. Với một phần nữa cũng phải nói vui là bạn nam chính trong Hotel de Luna chưa đủ hấp dẫn các chị em phụ nữ trầm trồ ồ à tại vì bạn đó thì nó vẫn còn baby. Nam sinh quá đúng rồi. Cho nên là nó chưa gây được cái sự ham đúng muốn rồi. Để xem phim của các fan cuồng sắc đẹp rồi. Nếu như ngược nam lại mà Hyun Bin mà đóng cái vai đấy không, nhưng mà thì khác rồi nha. Thì câu chuyện sẽ khác. Thật ra Hyun Bin giải nghiệp. Không, Hyun Bin đóng phim đó thì chưa chắc thành công nha. Tại vì cái vai đó phải là một cậu bé ngây thơ và chưa biết gì nhiều. Và cái vai của IU phải là cái người cầm chịch và giống như là một cái người giáo huấn lại anh kia.
Còn Hyun Bin là ngay từ cái gương mặt nó đã toát lên một cái sự trải đời rồi. Cái mặt đó đóng vai là ngây thơ như là cậu bé mới trưởng thành, nó không phù hợp. Người ta cast kỹ hơn mình mà. Nam mà vào cái vai đấy thì em nghĩ có rất là nhiều sự lựa chọn có thể hợp lý hơn bạn đó. Song Joong Ki cũng được đó chứ. Ôi Song Joong Ki cũng không. À Song Ki là em nghĩ coi nha. Rông choẹt luôn đó. Thôi không, Song Joong Ki cái mặt thông minh lắm. Bạn này phải là một bạn khờ. Đúng, nó phải khờ khờ một xíu. Phải khờ mà mới trưởng thành. Kiểu mà chân thật á, bạn này thật ra Kim Thanh thấy là phù hợp. Mặc dù đúng là nếu mà xét về cái yếu tố hấp dẫn là Kim Thanh cũng không thấy hấp dẫn luôn, không phải gu mình luôn. Nhưng mà rõ ràng nếu mà yếu tố phù hợp cho phim thì bạn đó rất là phù hợp. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình chuyển qua một chút xíu đi. Ở Việt Nam thì mọi người có vẻ là chuộng truyền hình hơn là điện ảnh. Và các tác phẩm điện ảnh của Hàn Quốc á, thì trong những năm gần đây cũng chiếu tại rạp của Việt Nam nhiều. Tuy nhiên thì nó cũng không đủ nhiều tới mức để mọi người có thể là hiểu thêm thông qua một cái giải thưởng như vậy. Thì ở trong cái hạng mục điện ảnh á, có một cái điều mà mọi người đều rất là quan tâm, mà ngay cả các group phim hôm nay chế ảnh và cũng đòi lại công bằng rất là nhiều, đó là cái bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho, là Ký Sinh Trùng á. Là cái phim này đại thắng tại liên hoan phim Cannes và kể cả đoạt rất là nhiều giải thưởng lớn tại Oscar, là hai nơi mà gọi là danh giá nhất thế giới rồi, không có chỗ nào hơn được nữa. Thì khi mà trở về Hàn Quốc thì nó chỉ đoạt được có 3 giải thưởng. Thứ nhất là một cái giải Daesan điện ảnh dành cho đạo diễn Bong Joon-ho, chứ không phải là giải đạo diễn nha. Thứ hai là giải phim hay nhất. Và thứ ba là giải nam diễn viên mới xuất sắc, là chỉ có 3 giải đó thôi. Còn lại thì nó lại rơi vào những cái giải khác. Ví dụ như đạo diễn thì lại cũng nơi khác rồi. Xong mà kịch bản cũng là những cái phim khác. Đây chính là cái thất bại của lễ trao giải Daesan năm nay cho hạng mục điện ảnh. Sau lễ trao giải mọi người đều nhắc tới câu chuyện là Hoa Trà Nở, cặp đôi kia và Parasite thắng gì. Còn những cái giải thưởng mà đạo diễn xuất sắc nhất, phim xuất sắc nhất mà về hạng mục điện ảnh của Daesan hầu như chìm hẳn luôn, không ai quan tâm tới luôn. Thà là trao giải hẳn cho những cái nào đó đã quá nổi trội rồi, hoặc là những cái gì đó nó mang tính chất học thuật thật là lớn, mang giá trị nghệ thuật văn hóa thật lớn nhưng chưa được khám phá ra, thì nó sẽ ổn hơn về mặt truyền thông cho cái giải thưởng. Đằng này nó lại chia đều và nó không muốn Parasite quá nổi bật. Đó là một con dao hai lưỡi và ăn luôn cả hai lưỡi luôn đó. Trao cái giải như vậy á thì cái người đoạt giải đạo diễn á, thật ra là truyền thông lại vẫn bàn luận về ông Bong Joon-ho, không rồi, có bàn luận tới là ông này. Mà rõ ràng cái phim đó chúng ta xem thấy là thật sự nó rất xuất sắc, tự nhiên đi trao một cái người với một cái tác phẩm mà nó không quá nổi bật như vậy. Cái giải Daesan cho tất cả các hạng mục là cái giải đặc biệt nhất. Thường thường cái giải Daesan trao cho phim gì thì những cái ekip, những cái điều xuất sắc nhất của phim đó cũng sẽ được những cái giải phụ luôn. Năm nay Daesan lại muốn chia ra cho nó phân tán ra thế lực ra. Ai cũng vui vẻ. Đúng rồi, tự không muốn một ekip mà lại thắng quá nhiều, nó lại mang tính chất người ta kêu là cục bộ. Thì nó muốn làm như vậy nhưng mà lại sai đi cái sự thật là mọi người đều đang trong ngóng, mọi người đều tin tưởng hoàn toàn rằng Parasite sẽ thắng cái này, bởi vì không thể nào Daesan có thể so được với Oscar. Mà Oscar là đã dám công nhận một cách tuyệt đối nhất về thành công của Parasite. Không có cái lý gì mà Daesan lại không công nhận điều đó. Đúng rồi. Và không thể nào có một cái sản phẩm nào đó mà cả thế giới công nhận mà lại không hay bằng một cái bộ phim nào của Hàn Quốc. Đây là một cái sự tự tôn nó hơi mang tính rập khuôn, nó hơi giả tạo xíu của suy nghĩ của những người là người làm lễ trao giải Daesan ở tại Hàn. Họ vẫn luôn hơi tự tôn bản thân mình quá. Ngoại trừ cái phần đó thì Kim Thanh rất là không ưng ý khi mà cái giải kịch bản xuất sắc nhất, rõ ràng chúng ta xem Parasite rồi á, và xem những cái bộ phim điện ảnh Hàn Quốc mà thậm chí mang tính nghệ thuật mà có chiếu ở Việt Nam thì thấy là nó cách xa nhau rất nhiều. Parasite nó còn ăn đứt về kịch bản so với những cái bộ phim nghệ thuật của Hollywood luôn. Và về cái giải kỹ thuật đó, nội về dàn dựng tất cả mọi thứ cho ra một cái bộ phim như vậy, mình thấy ổng làm một cái phim trường từng cái như thế nào, ổng thông điệp ổng để như thế nào, mà cuối cùng một cái phim mà chuẩn bị rất là nhiều năm, mười mấy 20 năm á, cho một cái bộ phim như thế này mà cuối cùng kịch bản cũng rơi vào tay người khác và giải kỹ thuật cũng rơi vào tay người khác, mình cảm thấy nó phi lý luôn. Và em bức xúc một cái nữa là cái giải kịch bản rơi vào tay phim Acid là một bộ phim rơi kỳ. Chị chưa xem cho nên định xem phim đó, vì sao nó đoạt giải kịch bản đó. Nó kỳ lắm chị, nó như một bộ phim hài bình thường, không có gì đặc biệt. Diễn xuất cũng bình thường luôn. Em không phải là có mối hiềm khích gì với SNSD hay là Yuna, nhưng mà phim đó Yuna diễn rất bình thường.
Mà rõ ràng cái Parasite là những tên tuổi thượng thặng trong làng điện ảnh truyền hình diễn xuất luôn á. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, những cái giải như là nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất này nọ thì nó không rơi vào Parasite thì Kim Thanh thấy bình thường. Tại vì trong cái phim đó đó, gần như không có ai quá bật so với đúng, người khác. Đúng, chính xác, chính xác. Và những cái vai nam chính, nữ chính mà cho phim The Man Standing Next và phim Birthday là hai phim cũng khá là thú vị. Rồi chúng ta chuyển qua cái hạng mục truyền hình đi, bắt đầu bàn nè. Giải phim truyền hình xuất sắc nhất, đúng cái bộ phim mà Kim Thanh ít quan tâm nhất thì nó thắng. Kim Thanh không biết tới bộ phim đó luôn. Phim đó em có xem được 3 tập. Nó không dở, nhưng mà nó không phải là đề tài của em. Tại vì nó là đề tài của một người quản lý một đội bóng chày. Thứ nhất, đề tài nó đã khô khan rồi. Thứ hai, không có diễn viên quen, cũng không có diễn viên đẹp nữa. Cho nên là em không thể nào xem được nhưng được mà tiếp. Cái tính nghệ thuật về tính nghề nghiệp này kia của nó như thế thì này, nó sẽ khá tốt. Cách kể chuyện của cái phim Hostelit nó hơi điện ảnh một chút xíu, nó rất đẹp, nó rất điện ảnh. Và cái kịch tính nó gây ra khi mà những cái cảnh mà từ hậu trường bạn quản lý đang làm, những cái áp lực mà nó có và áp lực ngay cả trên sân bóng chày như thế nào thì nó làm rất kịch tính. Đây là một phim khá là ok về phần chỉ đạo nghệ thuật. Nếu mà nói vậy thì Kingdom cái mùa của năm ngoái là một bộ phim mọi người cũng khen rất là xuất sắc. Em cũng không hiểu tại sao luôn. Có lẽ do cái kịch bản nó như thế nào đó, em chưa coi được cái phim Hostelit. Nhưng mà bây giờ thấy nó thắng giải em cũng không có nhu cầu coi. Tại vì cái đề tài đó em không thấm được đâu. Cho nên là thôi cho qua đi, mình vẫn mang một cái sự ấm ức cho các bộ phim còn lại. Thì đó, cái Hostelit giải bóng chày rim, nếu mà ai quan tâm thì xem thử đi. Chứ thiệt ra nó đoạt giải phim truyền hình xuất sắc nhất, nhưng mà chắc Kim Thanh cũng không xem tại mình không có thích bóng chày. Dạ em đảm bảo luôn, phim nó đem về Việt Nam chiếu là cũng ai coi luôn. Thứ nhất, thật sự ra là ở đây nhiều mình có rất coi là nhiều luôn. Có rất là nhiều yếu tố, vậy em sẽ cho những cái yếu tố ưu việt nhất tại sao mình không nên coi. Hay quá, tưởng đâu là ưu việt nhất để mọi người nghĩ xem có coi được hay không. Thứ nhất, bộ phim nó không phải mang tính chất truyền hình. Nó mang tính chất kịch tính và nó hơi căng thẳng, kiểu đàn ông thể thao một chút xíu thì sai đối tượng rồi ha. Rồi. Đối tượng nội trợ không xem. Rồi. Thứ hai, các cô gái không xem. Không có trai xinh gái đẹp thì các cô gái cũng không xem, mà các chàng trai cũng không có nhu cầu xem luôn. Nhất trí, chị tưởng đó tiêu chí đó có của mình chị thôi. Thứ ba, Việt Nam không chơi bóng chày. Cho nên có coi cũng không có hiểu cái gì đâu. Đúng. Cho hò qua. Đó là ba yếu tố chúng ta cất phim này vô tủ. Nhưng mà nếu mà ai thật sự quan tâm đến nghệ thuật thì xem thử coi nó làm sao. Cũng khó lắm. Phim điện ảnh này còn ráng 2 tiếng được, đúng em rồi. Em là một người rất khá là kiên nhẫn, em có thể xem 4-5 bộ truyền hình cùng một lúc và xen kẽ đó là những bộ phim điện ảnh để cho nó đổi gió. Nhưng với bộ này em không kiên nhẫn được như vậy, em xem tới tập thứ 3 là em ngưng rồi đó. Ok, Kim Thanh sẽ nhờ Trần Xuân Phúc xem, tại vì phim Thảm họa Trần Xuân Phúc cũng cày rất là miệt mài và tốt. Okay. Rồi chúng ta đến với giải đạo diễn xuất sắc nhất, thuộc về đạo diễn của bộ phim Thế giới hôn nhân, đó là Moo Hwan In. Và đây là người xuất sắc nhất năm nay thật nha mọi người. Tại vì nếu như mọi người đã xem Thế giới hôn nhân thì tất cả những cái cảnh, những cái moment, những cái khúc nhỏ nhỏ nhặt nhất trong bộ phim đều được chăm chút, từng miếng miễn chai đập bể khung hình ra, dọn rồi còn sót là một miếng chai như thế nào, ngày hôm sau nó vẫn còn đâu đó trong cái ngôi nhà đó để thiền cái sự tang thương của ngôi nhà đó. Tất cả những cái khoảnh khắc mà diễn xuất từng chút một, có nghĩa là mình có thể khen diễn xuất của diễn viên rất là hay như thế này, thế này, thế này, nhưng thật sự cái sự chịu trách nhiệm và cái mắt nhìn của người đạo diễn mới là cái quan trọng nhất. Đạo diễn mới là người nhìn ra diễn viên đã diễn hợp cái cảnh đó hay chưa. Diễn viên có thể diễn hay nhưng không hợp thì nó cũng sẽ lên phim, nó sẽ rất là kỳ. Nhưng đạo diễn Moo Hwan In là đã kè theo các diễn viên trong phim Thế giới hôn nhân từng chút một, từ chị nữ diễn viên chính cho đến anh chồng ngoại tình và đến cô tiểu tam. Tất cả mọi người đều được kè rất kỹ để cho gây một cái sự thương cảm, bất đồng chứ là ấm ức rất là lớn cho người xem đối với bộ phim này. Đây là một thành công rất lớn cho anh Moo Hwan In. Mà bộ phim này tiếc là nó không thể nào thắng được kịch bản xuất sắc nhất, bởi vì chỉ nó một là... lý do thôi, nó là kịch bản chuyển thể. Đúng rồi. Chứ nó không phải là kịch bản nguyên tác. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như mọi người xem cái bản gốc tiếng Anh rồi thì mọi người sẽ thấy cái yếu tố văn hóa Hàn Quốc được cài cắm, được thay đổi rất nhiều với cái phiên bản Hàn Quốc. Thì đây là một cái sự thành công của đội ngũ biên kịch làm remake cái phiên bản này ở Hàn Quốc, nhưng có lẽ chưa được công nhận.
cũng là một sự đáng tiếc rất lớn. Đối với giải thưởng quốc tế như là Quả Cầu Vàng hay Oscar, nó sẽ có cái giải thưởng dành cho kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Nhưng Bác Sang chưa có. Bác Sang chỉ có dành cho kịch bản gốc hay nhất thôi. Nếu như mà Bác Sang mà có thêm hạng mục kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, bởi vì đây là một trào lưu phim Hàn gần đây làm rất nhiều. Phim Hàn Quốc gần đây là mua kịch bản nước ngoài về và remake lại làm khá nhiều. Cho nên là trong thời gian tới có thể Bác Sang nên cân nhắc cho thêm một cái hạng mục là kịch bản chuyển thể xuất sắc, thì nó sẽ hợp lý và nó tiếp cận được hơn với tình trạng thực tế của phim ảnh Hàn Quốc. Cá nhân của chị thì chị không đánh giá cao bộ phim Thế Giới Hôn Nhân lắm, tại vì nó có thể đánh đúng tâm lý về mặt số đông, nhưng mà cái sự dàn dựng của nó từ âm nhạc nha Kim Thanh, rất là ghét nhạc của phim Thế Giới Hôn Nhân. Bởi vì sao? Nó không có cái gì mà cứ nhạc ầm ầm giống như là chuẩn bị có một cái biến gì rất ghê, nhưng mà thiệt ra nó không có gì hết. Đúng, chính xác. Nó đẩy lên râm mà hơi lố. Tức là khi mà người ta càng xem phim, người ta càng cảm nhận cái góc độ nghệ thuật, thì cái phim nó càng phải tinh tế và nó càng phải dung dị mà mình phải thấy nó hay. Còn cái này nó thấy hay theo cái kiểu là mọi thứ nó được dàn dựng và sắp xếp để đẩy và cái kích người ta cái sự khó chịu, bức xúc lên để thấy hay, thì tức là cái bộ phim nó không thành công. Cái đó là góc độ của Kim Thanh. Và cái bộ phim Thế Giới Hôn Nhân là nó đang theo chiều hướng đó. Tại sao? Kích cái đó nó dễ hơn làm cái kia, và kích cái đó nó mới đúng số đông của công chúng. Nếu mà Huy có quan tâm tới Oscar, thì Oscar năm mấy khi mà cái bộ phim Vô Gian Đạo mà được làm lại phiên bản của Mỹ, là ông Martin Scorsese ổng làm lại với cái tên The Departed, mà ổng chiến thắng được cái giải đạo diễn xuất sắc nhất á, thì cái năm đó khi ổng thắng thì thật ra là không ai đánh giá cao ổng cả. Lý do đơn giản là cái bộ phim Vô Gian Đạo nó đã quá thành công rồi, và khi ổng làm lại mà trước đó ổng được đề cử quá nhiều lần nhưng mà không đoạt giải, giống như tới đó người ta nói trao cho ổng một cái giải đi, thì phim đó nó không phải dở. Nhưng mà sao, khi anh đạo diễn một cái bộ phim mà cái bộ phim từ cái tinh thần, từ màu sắc, từ hình ảnh, từ mọi thứ nó đã có một cái chuẩn và anh đi theo cái chuẩn đó. Tại vì ngoại trừ cái chuyện anh tài giỏi ra thì có những cái nó ràng buộc về mặt hợp đồng, anh bắt buộc phải là như vậy. Đúng rồi. Đó, cho nên cái khả năng, cái sườn kịch bản luôn phải giữ. Cái sáng tạo của ekip và riêng người đạo diễn nó không có được thể hiện quá rõ trong những cái tác phẩm mang tính remake. Cho nên là khi mà trao một cái giải đạo diễn cho một cái tác phẩm remake thì có thể đối với công chúng thì thấy ok, nhưng mà đối với những người làm nghề thì họ sẽ không có thấy thuyết phục. Giống như em vừa mới chia sẻ là cái tính chất mà họ chuyển thể thành một cái phiên bản Thế Giới Hôn Nhân mà nó đặc sệt văn hóa Hàn Quốc. Cái cách mà họ chuyển thể, họ đưa vào cái đời sống của người Hàn Quốc nó khác với cái phiên bản gốc nó khá nhanh, cứ liên tục bởi vì nó là văn hóa người Anh. Còn ở Hàn Quốc là lúc nào cũng phải có dị nghị, phải có điều tiếng, phải có này nó kia, và nó cứ phải âm mỹ nó nội tâm nhiều hơn. Thì cái đội ngũ mà chuyển thể kịch bản đó từ cái phiên bản gốc thành cái phiên bản Hàn Quốc nó đang được công nhận rất tốt. Không, chị không thấy phiên bản Hàn Quốc âm ỉ, mà chị thấy là các nhân vật phản ứng như những người bị tâm thần á. Tức là toàn là những người có học nhưng mà hả, chả có ai thấy lắng lại suy nghĩ như thế nào, và hành xử giống như là những người văn minh mà cứ sồn sồn lên. Nhưng mà đám đông họ thích vậy. Thì đó, chị đang nói là nếu mà nói về công chúng thì ok, kích cái đó nó dễ hơn mà. Giữa một cái em làm tinh tế nhẹ nhàng để em thuyết phục được với một cái em kích cho số đông, thì với hai em làm luôn dễ hơn. Cho nên chị mới nói là ok, nếu mà gọi là về số đông thì có thể thuyết phục được, nhưng mà với những người làm nghề thì nó chưa đủ thuyết phục. Dĩ nhiên là đang nói về đạo diễn của một bộ phim chuyển thể, nhưng mà giả sử nếu mà có một cái hạng mục như là Huy nói dành cho cái phần remake thì nó sẽ là một cái câu chuyện khác. Đúng rồi. Mình chuyển qua nam diễn viên xuất sắc nhất là Kang Ha-neul ở trong phim Khi Hoa Trà Nở đi. Nói chung là xứng đáng với Kang Ha-neul lắm, tại vì Kang Ha-neul đóng nhiều phim rồi, nhưng tàng đóng vai phụ mờ nhạt. Đúng rồi. Vai phụ mờ nhạt và phải đóng vai kiểu như là nạn nhân của một cái mối tình tan dở, hoặc là mình là người thứ ba, hoặc là mình là người đứng bên lề xã hội vậy đó. Hoặc là một cái người rất tào lao là trong Người Thừa Kế á. Rốt cuộc là cặp với lại nữ phụ á. Nhưng mà Người Thừa Kế Kim Thanh xem rồi nhưng mà không hiểu anh này anh đóng cái... Anh này là cái người đàn anh á, rất phụ. Rất phụ luôn. Rất phụ, người đàn anh rất là giỏi, con của
gia đình luật sư, chánh án, kiểm sát gì đó, và bị áp lực từ cha mẹ là phải học thật giỏi để đứng đầu trường luật á. Không có khái niệm gì luôn. Thật ra nha, là vốn ở trong cái phim đó thì Kang Hanun diễn cũng đã rất là ổn rồi. Nhưng mà lúc đó là vào vai một cái thế hệ thừa kế tiếp theo, con nhà giàu sạch sẽ này nọ, xong rồi sau đó cuối cùng á là bung bét lên, bộc phá là đi nghĩa vụ quân sự đó. Nhưng mà khi mà vào cái bộ phim này á thì trong vai một anh chàng nó có tính chất nông dân một chút đúng không? Nó chất phác mà nó dễ thương, nó lại rất đàn ông. Mà nó hay ở chỗ này nè. Thứ nhất là đây là một cái tỉnh lẻ chứ không phải là Seoul, thành ra là phải nói giọng địa phương. Thứ hai nữa là cái hình thể cũng như là cái cách nói chuyện ở trong phim này á, nếu mà chị Thanh coi nói lớn tiếng đúng không, nói mà thiếu điều mình cảm giác giống như là dân nước miếng cho mặt người khác không mà vậy đó. Bị ồn lắm, đúng kiểu Hàn Quốc mà tỉnh lẻ nó ồn, nó chuyện kiểu như nó vả vô mặt nhau. Và kể cả cái phong thái á, nó cũng là tồ tồ địa phương đúng luôn. Đúng rồi, nó là đúng nghĩa là một anh chàng nhà quê, một anh chàng cảnh sát vùng quê luôn. Nó làm hai cái nhân vật là gì, anh này thì ở Seoul nhưng mà thật ra là người nhà quê, thành ra là phong thái rất nhà quê. Trong khi cái cô này thì đi về quê ở nhưng vốn cổ là người Seoul, thành ra là cổ rất là thành thị, bất cần đời, một cái tư duy rất là thành thị luôn. Cho nên là mặc dù single mom già rồi, có tuổi rồi, nhưng mà là hot nhất cái làng đó. Tại vì là một người phụ nữ hiện đại, dân chơi không sợ mưa rơi, cho nên là nguyên mặc cái làng đó rất là sợ bạn. Mặc đồ rất xì tai luôn, đúng kiểu của và Kang Hanun với lại Seo Kang Chun, nam diễn viên mà gần đây chị Kim Thanh rất là thích á, là hai người đó là từng là nam phụ mờ nhạt trong cuộc đời điện ảnh Hàn Quốc suốt một thời gian quá dài, cho đến thời gian năm ngoái đến năm nay mới bắt đầu Seo Kang Chun đang bắt đầu bộc phá đó. Đó, và Kang Hanun cũng như vậy sau một thời gian rất dài. Nhưng mà bây giờ cho Kim Thanh hỏi nè, tại vì á cái phim Hostel League là dãy bóng chày rim á, là không có xem bỏ qua đi ha. Thì bây giờ là chắc là mọi người đã xem xong Itaewon Class rồi. Rồi Thanh với lại Huy cũng xem Hina rồi nè. Đúng rồi. Rồi chúng ta cũng xem Hạ Cánh Nơi Anh rồi. Thế thì á mình nói chút xíu giữa Kang Hanun với lại Park Seo Joon, các tỷ cử khác và Joo Ji Hoon và Hyun Bin đi. Em nghĩ á, yếu tố mà Kang Hanun để có thể mà đoạt giải lần này á, bởi vì là bạn đó vượt lên chính mình, hoàn toàn khác hẳn với lại những cái vai diễn ở trong những cái kịch bản, những bộ phim trước. Còn thực ra thì á hả, Park Seo Joon á, trước Itaewon Class mọi người có thể xem Thanh Xuân Vật Vã đã là cái xì tai mà đúng rồi. Nếu như mà để trong trao giải cho Park Seo Joon thì cái vai trong Thanh Xuân Vật Vã nó hay hơn, nó đúng có rồi. Chiều sâu hơn so với cái Itaewon Class. Đúng rồi, thật ra Itaewon Class chỉ Itaewon Class nó bị cường điệu quá. Đúng rồi, chứ thật ra cái kiểu diễn hầm hố đó thì mọi người đã có thể xem ở trong Thanh Xuân Vật Vã rồi. Và cũng giống như Hun Bin thôi, anh chàng mà soái ca mà soái ca trong rất nhiều phim. Đúng rồi, soái ca trong hẳn cả hẳn luôn là soái ca trong tất cả đúng các rồi. Cái loại phim. Đúng rồi. Thì thành mỗi một phim nào đó của Hun Bin đều sẽ có 50% soái ca và 50% đủng niệu. Đó là lý do không thể chịu nổi cái cảnh mà ở bệnh viện ở trong cái Hạ Cánh Nơi Anh. Trời, thật sự là thôi mình nói Hun Bin sau đi. Mình sẽ focus vào đó. Cái rồi cái Joo Ji Hoon đi. Joo Ji Hoon thì là một người có rất có thực lực. Nhưng cái phim Hina là một bộ phim đầu voi đuôi chuột. Đúng, 4 tập đầu ổn. Đúng rồi, 4 tập đầu thì rất là ok, rất là kịch tính, rất là fashion, rất là flash, rất là nhanh. Mình có thể đây là bộ phim kiểu như là chick flick, rất là hay, rất là thú không vị. Không phải chick flick, nó đấu đá mà. Nhưng mà cái cách nó làm á chị, nó flash nhiều thì mình coi mình để giải trí được. Nó thiên về nữ quyền hơn đúng là rồi. Chick flick. Nó có thể coi dễ giải trí được. Nhưng mà càng xem về sau càng đuối, từ gì nó còn gì để coi, nó có nhiêu đó lặp đi lặp lại một cái dòng luẩn quẩn đó. Mặc dù là đây là một bộ phim mà Joo Ji Hoon rất tự tin về bản thân mình, rất tự tin vào phim này sẽ thắng lớn, cho nên tự bỏ tiền túi ra đầu tư phim luôn. Nhưng mà cuối cùng phim tèo. Cho Kim Thanh nói một cái yếu tố mà không liên quan đến giải thưởng nha, là hôm bữa xem cái Facebook của Huy, Huy có post hình là nguyên cái bộ ảnh mà Park Seo Joon chụp ảnh á, rồi xem xong bị thất vọng khủng khiếp. Tại vì biết sao, có thể là xì tai các bạn Hàn Quốc thích xì tai, có thể là các fan Hàn Quốc ở Việt Nam thích đi, nhưng mà Kim Thanh thì không thích lắm. Tại vì á, Park Seo Joon chụp hình mặc quần sọt, mà trong khi cái chân của ảnh rất gầy chứ không phải là gầy thường, thậm chí tới nước mà mình thấy từ cái vòng 3 trở lên thì nó hơi to, mà trong khi hai cái chân thì gầy mà lại wax long rất là cẩn thận, nó suông đuột luôn, nó quá nõn nà hơn chân của phụ nữ. Park Seo Joon nữa hả? Park Seo Joon tức là vừa gầy mà vừa mượt quá. Tự nhiên cái những cái bộ ảnh như vậy
trong khi mình xem là ít ra là Thanh Xuân Vượt Quả, Kim Thanh cũng xem và một số phim khác á, tự nhiên là cái bộ ảnh nó giống như nó phá đi những cái kia. Em thì không nghĩ vậy, tại vì nếu như mọi người thích Hàn, thích Nhật thì mọi người sẽ phải chấp nhận hai khái niệm. Chính xác. Một là tất cả các diễn viên nam sẽ wax lông toàn diện, từ nách cho đến lông chân, đến lông mặt, đến lưng, tóc. Nói chung là mọi người sẽ wax lông triệt để. Và không chỉ diễn viên, và tất cả những người dân bình thường nếu như là một người có điều kiện sẽ đi wax lông hết. Và một cái thứ hai, thì cái này Nhật nhiều hơn Hàn, Hàn có nhưng ít hơn. Đó là đàn ông toàn bộ đều sẽ tỉa chân mày, tỉa mỏng lét luôn, càng giống Nhật sẽ càng tỉa. Nói chung là tỉa mỏng hơn chân mày chị em phụ nữ mình nhiều luôn á. Đó là cái đặc trưng mà em đi qua Nhật em trợn ngược mắt trời, tại vì ai cũng tỉa lông mày hết trơn. Dù là có nam tính hay là có hơi ẻo đảo một chút xíu, hay là giám đốc một công ty lớn, hay là đi bán nước đá nước mía ngoài chợ, đều tỉa lông mày. Chuẩn thẩm mỹ thì của Hàn Quốc đó rồi. Là một cái tiêu chuẩn, đó là cái văn hóa của nước đó người ta rồi. Cho nên Park Seo Joon cũng không thể nằm ngoài câu chuyện đó được. Mặc dù bây là giờ, nhìn rất là thể thao. Bây giờ Park Seo Joon mà chụp một tấm hình đó với một cái phong cách nó hơi nữ tính một chút xíu như vậy, đó là cũng là một phong cách của Hàn Quốc dành cho nam idol nha mọi người. Đúng. Thì nếu như mà chân không wax lông kỹ càng thì fan sẽ ý kiến và báo chí sẽ không chấp nhận tấm hình đó được đăng. Không, Kim Thanh không phản đối chuyện wax lông. Kim Thanh chỉ thấy nó bất hợp lý ở cái khung hình là do cái chân của anh này nó quá nhỏ mà nó lại wax, cho nên nó bị mất cân đối so với cái khu trên. Nếu mà chụp hình với quần sọt thì mình phải hiểu rằng cái cơ địa của mình, cái phần dưới nó cũng phải cân đối với cái phần trên để tạo ra một bức ảnh đẹp. Còn đằng này nó lại nhẵn nhụi như thế mà nó lại quá nhỏ về cái chân, hiểu không? Thành ra khu trên là nhìn nó quá to, nhìn nó giống như là một cái hình tam giác úp ngược đó. Mình có hơi đi sai trọng tâm không? Bây giờ em chốt hạ vấn đề nè. Có thể cái chuẩn mực về cái đẹp của chị nó khác, nhưng đó là chuẩn mực cái đẹp của giới trẻ Hàn Quốc. Sao chúng ta qua đề tài khác. Và của chị em mình, ok. Yeah. Trời ơi, công nhận bây giờ mới biết là mình thích là cái mẫu người đàn ông như vậy. Ồ, em thấy đẹp mà, đâu có vấn đề gì đâu. Men là được. Em thích sự sạch sẽ và sự sáng sủa. Nhưng mà okay, nói chung nó phải men lì. Nó không có thể nào mà trời. Men lì không có thể sao? Mấy cộng lông. Men lì em sẽ bù đắp. Đang nói là về cái yếu tố mất cân đối về mặt hình thể. Đó là quan điểm chủ quan của chị, trời ơi. Nhìn khu dưới nó nhỏ xíu mà nó úp xuống vậy, giống như là trong phim Kẻ Trộm Mặt Trăng đó. Cái ông đó cái trên bự vậy nè, ở dưới nó nhỏ xuống. Tại vì người ta tập thể thao thì thường cái phần cơ ở trên này người ta mới sồ lên thôi. Với em vẫn đẹp, Park Seo Joon làm gì cũng đẹp. Rồi, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thì cuối cùng là Kim Hee-ye trong cái bộ phim Thế Giới Hôn Nhân, là chị cả đã vượt qua nữ chính của Khi Hoa Trà Nở, vượt qua cả Kim Hee-soo trong Hina, vượt qua Song Jae-jin trong Hạ Cánh Nơi Anh và Lee Si-eun trong Hotel de Luna, khách sạn ánh trăng luôn. Thực ra thì so với lại các cái vai diễn khác thì rõ ràng là vai diễn của Kim Hee-ye ở trong Thế Giới Hôn Nhân nó nặng ký hơn rất là nhiều. Chính xác, chúng ta chỉ có thể có một trong hai người thắng thôi. Một là Gong Ho-jin. Đúng, chính xác, một là Gong Ho-jin, hai là Kim Hee-ye. Chính xác. Còn lại những vai diễn còn lại á, nó không thể nào đưa ra để so sánh với lại hai chị đại này được. Chính xác, chính xác. Nghe mọi người rất là khen Gong Ho-jin ở trong Khi Hoa Trà Nở dữ lắm à. Nhưng mà nếu như mà mọi người xem phim của Gong Ho-jin nhiều, đúng, thì mọi người sẽ thấy nó cũng nó một màu đó. Thế là như thế nào, thật ra là Gong Ho-jin là luôn luôn là trường phái thực lực từ xưa tới giờ rồi. Thành ra là cái chuyện mà Gong Ho-jin đóng cái vai cái cô gái ở trong cái phim này nó không có gì khó so với lại Gong Ho-jin hết. Và nó bị một màu diễn xuất, cái cách diễn xuất của Gong Ho-jin nó sẽ cứ hơi im im, nó hơi trầm trầm, lúc cần câu có, lúc cần nổi loạn, nó như đó thôi. Nó cá tính mà. Đúng nó rồi. Lại nó nhưng mà nó chỉ có một màu cá tính đó là nó áp dụng cho tất cả các phim, cho nên là Gong Ho-jin không được đánh giá cao trong vai diễn này ở mùa giải năm nay. Mặc dù phim được đánh giá cao, tuy nhiên vai diễn của Gong Ho-jin không được đánh giá cao. Mặc và... dù là cá nhân chị nha Huy, là chị thích Gong Ho-jin ở trong phim Khi Hoa Trà Nở. Em tức cũng là, vậy mà hồi trước có lúc mà Thọ nói phim này, chị nói một trong những lý do mà Dụ Minh không coi là tại vì Dụ Minh không thích nữ chính. Ta không ghét nhưng mà không biết tại sao, không có cảm tình. Nhưng riêng sau khi coi Khi Hoa Trà Nở thì lại rất là có cảm tình với lại Gong Ho-jin.
Em thì đó là một cái thể loại vai giống vậy. Gong Woo Jin từ thời cũng lâu rồi. Và cái phim mà em thích nhất là cái It's Okay That's Love. Ờ, với lại Gong Woo Jin đóng với lại Chu In Sung. Đúng rồi, Chu In Sung. Ôi, bộ phim nó cực kỳ hay. Đúng rồi. Nhưng mà cũng là cái kiểu như vậy. Cũng là một kiểu như vậy luôn, cũng là một kiểu diễn xuất như vậy luôn. Nhưng mà cũng nghe nói là Kim Hye á là do mình không có xem nhiều phim tại hồi bả còn trẻ, tại do khi mà lấy chồng mà lập gia đình đẻ gia rồi là đã ngưng đóng một thời gian. Nhưng mà chị này á được gọi là nữ hoàng phim ngoại tình, tức là cái thể loại mà đóng phim ngoại tình thì đối với chị nó cũng nó trắng quen là nữ rồi. Hoàng phim cấp 3 đó, tại vì tất cả phim chị đóng nó đều hơi sexy gợi cảm một xíu nhất và là toàn là ngoại tình. Đúng rồi đó, cho nên nó cũng không phải là một cái gì quá đột phá với chị này đâu. Không, nhưng mà bản thân cái vai này rất nặng. Về diễn xuất, nội tâm, về cách thể hiện tính cách của nhân vật thì Kim Hye đã thể hiện được cái sự đau đớn nhưng mà cũng rất là tỉnh táo và khùng điên biến thái của cái nữ diễn viên trong bộ phim này. Đúng. Thành ra là có nghĩa là đúng rồi, nếu mà với cái kịch bản đó mà để từng cái ánh mắt, từng cái cử chỉ, từng cái rung môi hay rung tay chẳng hạn thì phải nói rằng là Kim Hye xuất sắc. Nếu bây giờ mình để đưa lên bàn cân mà đưa một nữ nào đó khác vào cái vai này thì thế cho Kim Hye trong bộ phim này thì em không biết là ai sẽ có thể đảm đương được câu chuyện Kim này. Kim Nam Chu. Đúng, trong đầu chỉ có suy nghĩ mỗi một mình Kim Nam Chu thôi. Nhưng Kim Nam Chu thì lại quá thành công ở cái vai tương tự như vậy cách đây không lâu. Trong The Mist. Misty. Trong Misty, Kim Nam Chu không thể nào nhận vai này được, nó sẽ hơi bị tương đồng màu sắc quá. Nhưng mà thật ra Kim Thanh thì trong phim đó cảm thấy hơi không thoải mái khi mà lựa một nam diễn viên nhỏ hơn 10 tuổi để đóng vai vợ chồng, mà đóng cái vai mà cái kiểu là vợ chồng cùng tuổi. Tự nhiên cái mình cảm thấy để, không phải để cho thấy rằng là sau cái quá trình đúng, như đúng vậy đúng. Người phụ nữ già hơn người đàn ông chị. Mình biết cái chủ đích luôn, nhưng mà rõ ràng nhìn giống như là hai mẹ con á, thật sự không luôn chị. Có nhiều cái ngoài đời nó như mà chị mà đi em, với nhau bản thân em không đúng biết rồi. Cái yếu tố mà diễn viên đóng vai chồng nó nhỏ hơn hơn 10 tuổi đấy luôn. Nhưng em vẫn cảm thấy đó là những phù cái đó là kiểu mẫu luôn, là tại vì là phụ nữ mà trải qua quá trình mà sinh con, lập gia đình, đúng ở trong gia đình và có những cái phải lo lắng cho gia đình mà còn phải đi làm việc bên ngoài nữa, nó sẽ mau già và lão hóa nhanh hơn người đàn ông. Đúng rồi. Trong khi người đàn ông đó lại là một người đàn ông hết sức là trăng hoa, nghệ sĩ thì lại càng trẻ lâu. Đúng rồi. Và cái yếu tố đó là cái yếu tố chủ đích của đạo diễn khi chọn diễn viên đấy luôn. Bởi vì trong phim có những cái câu thoại mà những người bạn của cô vợ sầm xì với nhau là ông chồng bà này trẻ quá. Đúng. Trẻ măng như vậy. Đó là có chủ đích. Với lại là phải để là cái độ tuổi và cái gương mặt của ông ở giữa. Để ông vừa hợp với bà vợ mà vừa hợp với lại cô nhân tình. Nhưng mà tóm lại thì mình vẫn cảm thấy là, tức là về cảm quan thôi, mình vẫn cảm thấy giống hai mẹ con quá. Mà cái anh chàng này sau này là Kim Thanh sẽ không có xem phim nào mà có ảnh. Tại vì xem phim này xong mà tình cờ Kim Thanh xem lại cái Doctor Stranger đó, thì ảnh đóng vai phản diện. Đóng vai phản diện thấy ghét rồi. Giờ cái phim này thấy ghét nữa, tức là thấy mất ghét, cảm tình. Thấy ghét ở mức độ là chị ghét diễn viên đó hay là ghét cái nhân vật? Ghét luôn diễn viên á, tức là cái vẻ mặt là mình ghét luôn á. Không nha, nếu mà nói với anh diễn viên nếu thì chị phải thương. Phải thành công chứ. Tại vì vậy nè, cái anh diễn viên này là cuộc đời của ảnh là 40 mấy tuổi rồi đúng không? Nhưng mà anh chỉ toàn đóng vai phụ. Lần đầu tiên ảnh mới có được một cái vai chính trong một nhưng series truyền hình mà thành công mà. Như vậy đúng rồi. Nhưng mà tóm lại là cái kiểu khất như vậy, mà cái kiểu cái mặt thấy ghét đó là cũng mấy phim nếu như mà vậy thấy rồi. Ghét như thì vậy chị đó, ơi, đỉnh cao phải ghét cái nhân vật phản diện ở trong Vì Sao Đưa Anh Tới á, cái mặt đó là mới là cái mặt đáng ghét không, nhất. Đúng. Nhưng cái đó đáng ghét là do diễn xuất thành công. Còn cái anh mặt, này cái mặt của nam diễn viên phản diện trong Vì Sao Đưa Anh Tới là cái mặt nó hơi bị biến thái. Đúng rồi. Mặt luôn á. Ác và biến thái. Còn cái mặt ông này là trong phim Thế Giới Hôn Nhân là gây ức chế, vì là một người đàn ông rất là ích kỷ và rất là khốn nạn. Nói chung là phải dùng những từ ngữ thậm tệ nhất. Đúng tại rồi. Vì ông đang đóng vai một người đàn ông đúng mặt với gia đình, với vợ và con mà. Nhưng mà tóm lại là xem thêm cái Doctor Stranger đi sẽ thấy là ghét diễn viên thôi. Tại nhìn không. Cái mặt hồi nào cũng chỉ đóng với vai nhìn phát ghét. Nhưng mà với cái mặt mà phát ghét như vậy á, thì sẽ có những cái vai phụ mờ nhạt, đo đi đóng dài, quăng vô là xong. Có những cái vai diễn mà đạo diễn họ sẽ có những cái yêu cầu là giờ đưa vô đi cho bà Kim Thanh mới ghét. Thì là đưa ông này vô là hợp lý rồi, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà cho nên là ghét luôn diễn viên á. Giờ là có phim nào mà thấy mặt đó là không xem nữa. Tiếp tục, nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về nam phụ là Oh Jung Se trong bộ phim Khi Hoa Trà Nở. Anh chàng thị trưởng. Trời ơi. Xuất sắc thiệt, công đúng, nhận. Đúng, công nhận luôn. Coi.
coi ông này cười đau bụng. Nói chung là một nhân tố gây cười vô lý vô duyên của phim á. Đúng rồi. Nhưng mà cái diễn xuất lại rất là tỉnh. Quá hay luôn thật sự ra. Tức là coi trong xe trong hoa trà rất là tỉnh. Đúng rồi, anh này á là một người á là làm kinh doanh nhưng mà có mộng là sẽ trở thành thị trưởng của cái làng đó. Ảnh thì lấy một cái cô vợ hơi già, hơi xấu nhưng mà là luật sư giỏi, có tiền. Thì á là ảnh mới cưa cẩm nữ chính tại vì thấy nữ chính đẹp quá mà. Nhưng mà cái tính nữa. Đúng rồi. Nhưng mà ảnh cưa chưa tới đâu á thì lại bị mắc kẹt trong cái mối quan hệ với lại một cái cô gái khác ở cái quán hoa trà đó. Thì xong là rốt cuộc là vợ ảnh, khi mà phát hiện ra thì vợ ảnh ly dị. Nói chung là ảnh lúc nào cũng vừa trẻ con nè, vừa thích thể hiện mình nè, rồi á hả vừa chích nhát nè. Nói chung là Có rất là nhiều thứ trong cái hoa trà nở này. Mới vào thì nó sẽ xem rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Nhưng mà càng về sau nó sẽ càng hơi nặng một chút xíu. Thì đến những cái phân cảnh có anh này thì nó làm cho mình giãn ra được một chút xíu về cái mặt phim. Không nhận thì anh này là diễn xuất rất là ok, rất là xứng đáng cho cái vai diễn phụ này so với các bạn còn lại. Các bạn còn lại là những cái bộ phim đó Kim Thanh xem hết rồi mà không biết là đang nói ai. Kim Jong Min trong thế giới hôn nhân là ai? Kim Jong Min trong thế giới hôn nhân chính là anh chàng chồng ngoại tình á. Ừ. Cái người mà là ông nghe lén Crash Landing on the Earth. Đúng là cái ông nghe lén. Nếu mà vậy là diễn cũng đẹp lắm đó nha. Đúng rồi. Thật sự là vậy nè, ở trong Crash Landing on You không phải nói chứ anh này đúng là ảnh hợp với mấy cái vai hiền hiền á. Đúng rồi. Tại vì ảnh vóc người nhỏ. Còn đúng. Khi mà trong vào... tiện vào vai này đóng vai lãng tử thành đạt, đi ăn chơi, đi hẹn hò Huy dân để... tình. Huy để ý không, mấy cái góc quay á toàn là quay những cái góc mà chênh để cho thấy ảnh không có bị chênh chiều cao quá so với vợ mình, và rất là hạn chế lấy cảnh toàn vì nếu mà mình sẽ lộ ra ảnh quá nhỏ con. Phải thấy là qua hai bộ phim thì khả năng diễn xuất anh này rất tốt. Thì đúng. Chính vì vậy mà nhỏ con mà muốn trụ lại được với lại làng giải trí Hàn chứ ngoài, không dễ gì. Không có ngoại hình thì làm sao mà. Ủa rồi con Kang Kyung Won có phải là cái anh chàng nam phụ hay không? Kang Kyung Won. Anh chàng nam phụ mà cặp với Seo Dan hay không? Không phải. Là cái anh binh sĩ muốn làm sếp, lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng, lúc nào cũng tỏ ra ghét cô gái vượt biên liên triều này. Nhưng mà diễn xuất thì rất là gây hài, gây cười. Dễ thương, diễn được vậy không phải dễ đâu nha. Duyên dáng. Anh vừa gội đầu á. Ừ. Có anh cái chai dầu gội đầu vô xong rồi cái là tỏa hương bát ngát là từ đó đổi thái độ luôn á. Không, thật ra là ảnh diễn rất duyên nha. Tạm gọi là cái phân khu mà phụ có vẻ như là xuất sắc nhiều ha. Về thực lực đó giống như là Chu Jae-myung ở trong Itaewon Class chính là ông xếp sòng á. Ông già xếp sòng mà bắt bạn bắt Seori phải quỳ gối trước mình á. Đúng rồi. Đó, cái vai đó thì nó cũng không quá khó. Tại vì là với dàn diễn viên mà lâu năm thâm niên trong nghề của Hàn Quốc thì thường đa số là các đàn anh đàn chị, đàn ông đàn chú rồi đều diễn là quá ghê gớm rồi. Còn Seon Suk Ho trong Hina là anh chàng luật sư vô dụng. Anh diễn cũng rất là duyên mà vô dụng thật sự luôn, từ đầu đến cuối phim vô dụng khủng khiếp. Nếu như nhớ không lầm thì Seon Suk Ho này có đóng vai một ông tướng gì đó trong Kingdom nữa. Năm vừa rồi là cũng rất là thành công với cái vai đó. Nếu mà tính ra trong Hina ảnh đóng cũng rất là tốt, vừa hèn vừa vô dụng. Anh bệ hạ bên Kingdom lôi từ vương triều sát sống đi qua đây làm luật sư. Rồi tới nữ phụ nè. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Baksa năm nay là trao cho Kim Sun Young. Kim Sun Young là... Kim Sun Young là cô tổ trưởng tổ dân phố Bắc Triều Tiên. Đúng rồi, Kim Sun Young là tổ trưởng tổ dân phố đó. Cái hội đó đó, người nào cũng duyên hết. Đúng rồi, em thích cái hội mấy bà thím bên Bắc Triều Tiên dễ sợ luôn. Mà cái cô này là cái cô mà kiểu như là giống như cái anh binh sĩ kia luôn. Như là ngoài đúng mặt rồi. Rất ghét nhưng mà trong lòng nó rất là tình cảm. Cà khóc vậy đó, lắc khóc. Mà cứ nói xấu đâu là lộ hết. Mà lại là cũng có chút tư lợi cá nhân. Nó đúng rất rồi. Là đòi luôn á. Đúng, nhưng mà nó lại dễ thương. Tại vì nó rất là thật. Nhưng mà cũng nghĩa hiệp đó, kiểu vậy. Đến cái đoạn mà bà vợ của ông tướng gì mà bị xa cơ lỡ vận, mọi người cũng đem đồ ăn qua biếu. Và cái bà này cũng qua. Nhưng mà kiểu như lén. Nhưng mà Huy biết không, rất tình cảm. Cái đoạn mà khó diễn á là cái đoạn mà đi tìm coi á là ở nhà ai có ba cái đồ ngoại nhập á. Xong rồi á hả, mặt thì rất là hùng hổ tìm coi nhà nào, xong rồi nghe cái tiếng nồi cơm điện á, xong cái bảo rằng là để em gửi cho chị cái nồi cơm điện, cái đổi mặt liền lập tức luôn. Trời ơi, cái dàn đó là cái dàn rất là thực lực luôn á. Những cái tên tuổi mà mình thấy là cũng như gạo cội ở trong làng điện ảnh truyền hình Hàn chứ không phải là dân mà bình thường đâu nha. Rồi Won Na-ra trong Itaewon Class. Won Na-ra Itaewon Class là cái cô gái mà nam chính yêu yêu từ thời còn nhỏ cho đến lúc lớn cho tới luôn. Những tập cuối cùng. Còn Sam Dam-bi và Yeom Hee-ran là
Song Nam Bi á, là ở trong Khi Hoa Trà Nở đó là cái cô gái mà là mấu chốt của tất cả vấn đề á, là cái cô mà rù quến cái ông thị trưởng đó, nhưng mà xong rồi sau đó là cổ chết rồi, xong rồi là để truy vấn xem là ai là cái người giết cổ, thì cổ là cái nguồn để dẫn dắt tất cả cái vấn đề. Là bắt đầu của bộ phim nó chuyển theo một cái màu sắc nó hơi đen tối một xíu. Rồi còn Yum Hiran. À Yum Hiran vai bà vợ luật sư. Bà rồi, vợ già xấu. Xong rồi á là tức ông chồng rồi ly dị đó. Mọi người mình thấy năm nay là cái hạng mục đề cử của phim nó bị cô cụm vào một vài phim nhỉ. Đúng nó rồi. Nó không có quá nhiều phim nổi trội á. Nếu mà vậy thì cái Hotel de Luna cái đề cử nó cũng ít luôn á, chứ không có phải một đề cử duy nhất cho IU, cái nữ diễn viên chính xuất không sắc có đề cử cho phim nữa. Cái ý em đang nói là như thế này, có nghĩa là một năm vừa qua thì Hàn Quốc họ cũng đã cho ra được khoảng ít nhất là mỗi nhà đài phải 20 bộ phim. Đúng rồi. Nhưng mà chỉ có nhiêu đây bộ phim cô cụm vòng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đây thôi. Đúng rồi. Thì nó cũng là hơi lạ. Và thực sự mà nói á, mặc dù á là tụi mình bàn khá nhiều về phim Hàn năm nay, nhưng nếu mà nhìn tổng thể bình diện chung khoảng 3 năm trở lại đây á, thì một số những cái bộ phim năm nay nó đều có vấn đề. Kể cả như là Crash Landing on You, Itaewon Class hay là Quân Vương Bất Diệt luôn, ok. Thì thật sự ra là rốt cuộc vẫn bị đầu voi đuôi chuột, và cái cảm giác khi mà xem cuối cùng lại nó vẫn không có đã. Đúng rồi. Coi vậy thôi à. Và ngay cả cái bộ phim mà Thế Giới Hôn Nhân, mặc dù em hiểu cái kết nó là một cái kết mở, nó là một cái kết nhân văn để cho mọi người suy nghĩ thế nào suy nghĩ, nhưng vẫn không sướng. Đúng, nó bị vội quá. Cũng chính vì là làm bị cao trào hơi quá. Cho chứ đó mà nó nhẹ mà xuống, đúng rồi, nó nhẹ xuống. Lên dốc cao quá, nhưng mà hồi giờ cho người ta xuống dốc không được. Kim Thanh có xem cái tập kết và cảm giác như là đến cái tập mình phải kết thúc rồi đó. Cho nên là mình phải kết thúc thôi. Và tất cả mọi thứ nó cố đẩy vô để cho người ta thấy là kết thúc rồi. Và cố nhét cái thông điệp vô rằng như thế này thì sẽ phải trả giá như thế này kia. Nó quá gượng ép so với những cái phần đầu mà mọi người đã xây lên. Nó hơi uổng. Chứ còn nếu như mà mục đích là kết thúc lưng lửng gây một sự oán giận để cho chuẩn bị làm mùa tiếp theo á, thì nó có ngàn cách khác để gây cho một người ấp ức cao hơn như thế nhiều. Như vậy thì chúng ta cũng đã bàn luận rất là rơm rã về giải Busan năm nay. Thì không biết là cái góc nhìn của Kim Thanh với Diệu Minh với lại Quang Huy á, thì đối với các thính giả như thế nào, thì chúng tôi cũng rất là mong các thính giả sẽ phản hồi về cho chương trình. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.